ta qua cái câu y. Câu y cả em cũng là làm như vậy nha. Người ta chỉ có bỏ vào cái phải như thế này cho nó là làm một chút thôi, chứ còn mà trong cách biến đổi thì chúng ta biến đổi lại hoàn toàn tương tự như vậy à. Đấy. Đặt đây dấu trừ và bằng không, và chúng ta sẽ đặt được là x trừ từ 3 làm thừa, thì trong này nó còn lại là 0,5 x trừ cho 1,5 mà 1,5 x và cộng cho cộng một cái, em nhớ đổi dấu nhé, hay nhắc đi nhắc lại mãi. Đấy, thì cái này chúng ta có được là x trừ từ 3, và ở đây thì chúng ta có được là 0,5 mà trừ cho 1,5 là trừ cho 1 x, là trừ x cộng cho cộng 1 bằng 0. Thầy vẫn nói là ta có hai trường hợp thôi. Này ta có được là trường hợp 1 của nó chính là x trừ 3 bằng 0. Nó khá dễ không? Bằng 0. Và từ đây thì thầy có được là x bằng 3 rồi. Và trường hợp 2 thì thầy phải có được là trừ x cộng 1 bằng 0. Trừ x cộng 1 bằng 0 thì từ đây thầy có được là trừ x bằng được trừ 1, hay nói cách khác là x bằng 1. Và chúng ta cũng kết luận như bình thường thôi, đó là chúng ta sẽ nói được là vậy tập nghiệm của phương trình là s bằng 3 và 1. Okay. Tiếp tục còn bao nhiêu câu nữa, tiếp tục thì